Ngày 1 tháng 7, Viện Chiến lược Phát triển Kinh tế số IDS phối hợp với báo Sài Gòn Giải phóng Đầu tư Tài chính tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia, con đường tiếp cận vốn mới của doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ. Theo Viện trưởng Viện Chiến lược Phát triển Kinh tế số Trần Văn, doanh nghiệp fintech hàng đầu của Việt Nam như Momo, Zalo, Finviet đang tích cực số hóa phân phối hiện đại nhằm mở rộng phạm vi cung ứng sản phẩm, dịch vụ tài chính với chi phí thấp. Tuy nhiên, hành lang pháp lý khuyến khích đổi mới sáng tạo, thuận lợi cho phát triển đa dạng cung ứng, kênh phân phối, dịch vụ tài chính chậm được rà soát, sửa đổi, bổ sung, dẫn đến một số chỉ tiêu đến năm 2025 của chiến lược khó thực hiện. Để doanh nghiệp công nghệ tài chính tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ tài chính cơ bản, thực hiện thành công chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, cần sự hỗ trợ thích đáng về thể chế, phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp fintech, tổ chức tín dụng, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân. Quan trọng nhất là sự hợp tác giữa công ty fintech và tổ chức tín dụng, tiền đề cho việc nâng cao tiếp cận dịch vụ tài chính cho đối tượng mục tiêu của chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Vừa qua tại khu công viên phần mềm Quang Trung, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên minh Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam và các đối tác tổ chức hội thảo giải pháp AI cho doanh nghiệp. Gần 100 giải pháp AI của các doanh nghiệp được giới thiệu tại hội thảo. Các diễn giả đều có chung nhận định ứng dụng công nghệ AI vào vận hành đang là xu thế, mang lại cơ hội lớn giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo bứt phá và hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp Việt chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng trong thời đại số. Chuyên gia công ty tư vấn KPMG, tập đoàn công nghệ TMA, MISA, EDUS, EDUNET chia sẻ, lộ trình và quy trình cách thức kết hợp AI và chuyển đổi số, chiến lược dữ liệu và chiến lược AI, chi phí triển khai AI, cách giảm thiểu rủi ro, AI cho quảng cáo kinh nghiệm từ Hàn Quốc và các nước. Để tận dụng và bắt đầu quá trình ứng dụng AI hiệu quả, doanh nghiệp cần xác định mục tiêu, chiến lược, lựa chọn công nghệ phù hợp, đặc biệt chú trọng chiến lược dữ liệu, xây dựng quản lý dữ liệu hiệu quả là nền tảng then chốt, bảo đảm cho mô hình AI hoạt động hiệu quả, mang lại giá trị lâu dài.